vào phái Mạnh Việt. Không thể tin nổi, nhiều anh chàng vẫn chưa biết Nescafe, cà phê Việt, có cà phê sữa đá dành cho phái Mạnh. Quả là một sai lầm khủng khiếp. Nhưng không sao, đã có tôi ở đây. Với tư cách là trưởng phòng tư vấn khách hàng của Nescafe, cà phê Việt, tôi sẽ giải quyết tất cả mọi thứ liên quan đến cà phê sữa đá. Nếu ai chưa tin sức mạnh của nó cũng có thể tìm đến tôi. Chẳng hạn như anh Dũng ở Cần Thơ, gửi Nescafe, cà phê Việt. Tôi và Dũng Liều, bạn thân, đã tranh cãi quyết liệt. Nó cực lực phản đối cà phê sữa đá có gì mạnh. Làm sao cho nó tin đây? Dũng đã lầm to. Hãy xem Nescafe, cà phê Việt, cà phê sữa đá mạnh tới cỡ nào nha. Mạnh Vũ, thấy rồi chứ, Nescafe, cà phê Việt, cà phê sữa đá đích thực là cà phê sữa mạnh dành cho phái Mạnh. Không tin thì cứ thử, đảm bảo mạnh đến bất ngờ. Nescafe, cà phê Việt, cà phê sữa đá mạnh đến bất ngờ.